Bài tập trắc nghiệm địa lý 12. Bài số 2. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Câu 1. Nước ta nằm ở vị trí. Chúng ta có 4 đáp án. A là rìa phía đông của bán đảo Đông Dương. B là rìa phía tây của bán đảo Đông Dương. C là trung tâm châu Á. Và D là phía đông của Đông Nam Á. Thì như vậy chúng ta thấy là đáp án là câu nào? Với cái vị trí địa lý chúng ta thì chúng ta có đáp án đó là nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương và gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta chọn phương án A. Tiếp câu số 2. Điểm cực bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh A. Cao Bằng, B. Hà Giang, C. Yên Bái và D là Lạng Sơn. Thì cái câu này chúng ta có thể quan sát atlas để chúng ta tìm ra là điểm cực bắc của nước ta thì nó sẽ nằm ở cái tỉnh nào. Thì như chúng ta trong học chúng ta đã biết thì điểm cực bắc ở nước ta là nằm ở cái vĩ độ là 23 độ 23 phút bắc tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Như vậy đáp án của câu 2 đó là câu B, Hà Giang. Tương tự như là cái câu 2, chúng ta tìm cái đáp án cho câu 3, đó là điểm cực đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh nào. Chúng ta có 4 đáp án là Ninh Thuận, B là Khánh Hòa, C là Đà Nẵng và D là Phú Yên. Thì như chúng ta đã biết thì điểm cực đông của nước ta nằm ở cái vĩ độ là 109 độ 24 phút đông tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thì chúng ta chọn phương án B, đó là Khánh Hòa. Tiếp tục câu số 4. Đâu không phải là đặc điểm của vị trí địa lý nước ta? Chúng ta có 4 đáp án. A. Vừa gắn liền với lục địa Âu, vừa tiếp giáp với Thái Bình Dương. B. Nằm trên tuyến các tuyến đường giao thông hàng hải, đường bộ, đường hàng không quốc tế. C. Trong khu vực có nền kinh tế năng động của thế giới. Và D. Nằm ở trung tâm của châu Á. Thì chúng ta chọn cái câu là phủ định, tức là không phải. Tức là cái đáp án nào là câu nào sai thì mình chọn nó là câu đúng. Thì nước ta nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Đặc điểm nằm ở trung tâm của khu vực châu Á là không đúng. Như vậy chúng ta chọn cái phương án chính xác là phương án D, nằm ở trung tâm của châu Á thì chúng ta không phải là của châu Á mà là của Đông Nam Á thì mới đúng. Chọn của D. Câu số 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với lãnh thổ nước ta? Là chúng ta tiếp tục gặp cái câu là không đúng. Thì khi mà làm bài chúng ta đọc kỹ cái đề để chúng ta nắm được là người ta yêu cầu chúng ta là tìm câu đúng hay là câu không đúng. Và khi đọc qua thì chúng ta gạch dưới liền để một lát chúng ta quên, mà khi mà quên rồi thì chúng ta sẽ làm sai. A. Nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới nửa cực bắc. B. Nằm trọn trong múi giờ số 8. C. Nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Và D. Nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch. Như vậy chúng ta tìm đáp án nào sai? Thì Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia, đại bộ phận lãnh thổ của chúng ta là nằm ở khu vực múi giờ số 7. Thì cái đáp án nằm hoàn toàn trong múi giờ số 8 là sai. Như vậy chúng ta chọn câu B, là nằm trọn trong múi giờ số 8. Câu số 6. Thì khi mà các em làm được câu 5 này đó, thì chúng ta cũng trả lời luôn được câu số 6, là nước ta nằm trong múi giờ số mấy. Chúng ta chọn câu C, là múi giờ số 7. Câu số 7. Vùng đất là A. Phần đất liền giáp biển. B. Toàn bộ phần đất liền và các hải đảo. C. Phần được giới hạn bởi các đường biên giới và đường bờ biển. Và D. Các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển. Như vậy vùng đất thì nó bao gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo với diện tích là 331.000
212 km². Chúng ta chọn phương án B. Tiếp tục câu số 8. Nước ta có 4.600 km đường biên giới trên đất liền và 3.260 km đường bờ biển, là đặc điểm của vùng nào? Đó là câu số 8. Thì nước ta có đường biên giới trên đất liền với 3 nước là Trung Quốc, Lào và Campuchia, nó dài 4.600 km, và có đường bờ biển dài 3.260 km, kéo dài từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang. Đây là đặc điểm của vùng đất của nước ta. Chúng ta chọn phương án A. Câu số 9. Đường biên giới dài nhất trên đất liền của nước ta là với quốc gia nào sau đây? Chúng ta có 4 phương án. A là Trung Quốc, B là Campuchia, C là Lào và D là Thái Lan. Thì cái đáp án là đường biên giới trên đất liền của nước ta dài hơn 4.600 km, tiếp giáp với 3 quốc gia là Trung Quốc dài hơn 1.400 km, Lào là gần 2.100 km và Campuchia là hơn 1.100 km. Như vậy là Lào là dài nhất. Chúng ta chọn phương án C, đó là với Lào. Câu số 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 23 thì cho biết cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam Lào? Chúng ta có A là Móng Cái, B là Lệ Thanh, C là Mường Khương và D là Cầu Treo. Thì chúng ta lật cái trang số 3 ra, chúng ta xem ký hiệu về cửa khẩu quốc tế và đường biên giới quốc gia giữa Việt Nam với các nước. Thì cửa khẩu Móng Cái là thuộc tỉnh Quảng Ninh, Mường Khương là Lào Cai giáp với Trung Quốc, còn Lệ Thanh thì là ở Gia Lai giáp Campuchia, Cầu Treo ở Hà Tĩnh giáp Lào. Như vậy là chúng ta chọn phương án D, Việt Nam với Lào nữa. Tiếp tục câu 11. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 45 cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta không giáp biển? Thì câu này chúng ta dựa vào Atlas trang 45 chúng ta tìm. 4 phương án lựa chọn là A là Quảng Ninh, B là Hà Nam, C là Ninh Bình và D là Ninh Thuận. Thì dựa vào cái bản đồ trang 45 của Atlas thì chúng ta biết được là các cái tỉnh mà giáp biển là gồm có Quảng Ninh, Ninh Bình và Bình Thuận. Còn tỉnh mà không giáp biển là Hà Nam. Như vậy các em chọn đáp án là câu B, Hà Nam, không giáp biển. Tiếp tục câu 12. Bộ phận nào sau đây được xem như là bộ phận lãnh thổ trên đất liền của nước ta? Chúng ta có A lãnh hải, B vùng đặc quyền kinh tế, C nội thủy và D là thềm lục địa. Như vậy thì như ta đã biết, cái khái niệm là vùng nội thủy là cái vùng nước mà tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở, và vùng nội thủy cũng được xem như là bộ phận lãnh thổ trên đất liền. Thì đó chính là cái đáp án, em chọn phương án C, đó là của đặc điểm của vùng nội thủy. Tiếp tục câu 13. Đối với vùng đặc quyền kinh tế thì Việt Nam có nghĩa vụ và quyền lợi nào dưới đây? Chúng ta có 4 cái phương án nữa, cũng khá dài. Đây là cái câu hỏi mà sẽ làm cho chúng ta mất thời gian khá nhiều, tại vì nó dài quá. E là có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác, quản lý tất cả các cái nguồn tài nguyên. Các nước khác không có quyền tự do hàng hải, hàng không. B là có chủ quyền hoàn toàn về mặt kinh tế, nhưng vẫn cho phép các nước tự do về hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu, cáp quang ngầm. Và câu C là cho phép các nước được phép thiết lập các công trình nhân tạo phục vụ cho thăm dò và khảo sát biển. Và câu D là nước ta không có chủ quyền về mặt khai thác, quản lý các tài nguyên. Như vậy thì chúng ta biết là theo công ước quốc tế về luật biển, vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng 200 hải lý. 1 hải lý thì nó bằng 1.852 mét. Tính từ đường cơ sở, trong khu vực đặc quyền kinh tế, quốc gia có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển. Đó là một trong các cái vùng mà quốc gia đó có chủ quyền. Và Việt Nam chúng ta là hoàn toàn có chủ quyền về kinh tế trên vùng đặc quyền kinh tế. Và mặt khác thì các nước khác vẫn được phép đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tự do di chuyển về hàng hải, hàng không, ví dụ như là máy bay hay là tàu thuyền. Thì thông qua cái một số cái nội dung vừa có liên quan thì chúng thấy là phương án thích hợp nhất là phương án B. Phương án B, đó là cái đặc điểm của vùng đặc quyền kinh tế. Tiếp tục câu số 14.
Vùng biển mà Việt Nam hoàn toàn có chủ quyền về kinh tế, nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền máy bay nước ngoài được tự do hoạt động. Thì chúng ta vừa làm xong câu 13, chúng ta cũng có thể là giải quyết được câu 14, tại vì hai câu này nó có liên quan, có điều nó ngược lại với nhau thôi. Đó là vùng đặc quyền kinh tế. Tiếp tục câu 15. Hiện nay cái vấn đề cắm mốc phân định chủ quyền biên giới quốc gia giữa Việt Nam với các nước thì cần tiếp tục đàm phán với những nước nào sau đây? Câu A là Trung Quốc và Lào, câu B là Lào và Campuchia, và câu C là Campuchia và Trung Quốc, và câu D là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thì như chúng ta biết là Việt Nam chúng ta tiếp giáp với ba quốc gia, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thì cái vấn đề chủ quyền biên giới quốc gia giữa nước ta và các nước láng giềng thì hiện nay nó như thế này. Là giữa Việt Nam với Lào thì hiện nay nước ta là gần như là đã hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên bộ với Lào. Hai bên đang tiến hành tăng cường, chỉnh sửa, tôn tạo hoặc là nó bị lỗi kỹ thuật thì chỉnh sửa lại. Rồi gần như là giữa Việt Nam và Lào thì đã xong cái vấn đề cắm mốc. Tiếp theo là biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thì giữa nước ta và Campuchia hiện nay thì cái vấn đề cắm mốc thì nó cũng đã chưa có thực hiện xong. Nó đạt khoảng chừng 80%. Thì nó còn nhiều vấn đề tồn tại mà giữa hai nước cũng chưa có thống nhất. Thì tương lai thì hai nước sẽ tiếp tục đàm phán để đi đến cái việc thống nhất là cái việc cắm mốc biên giới giữa nước ta với Campuchia. Tiếp tục là giữa Việt Nam với Trung Quốc thì hiện nay trên đất liền chúng ta đã hoàn thành việc phân định cắm mốc biên giới giữa nước ta với Trung Quốc. Khu vực này vẫn đang diễn ra ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên thì trên biển Việt Nam Trung Quốc đang có nhiều tranh chấp về cái vấn đề là phân ranh giới ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là cái chỗ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thì Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra cái yêu sách như là đường lưỡi bò về Biển Đông và đặt các cái giàn khoan dầu khí trái phép. Thì cái vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đang là cái vấn đề tồn tại lớn giữa nước ta với Trung Quốc. Và như vậy thì tóm lại là trong cái việc quan hệ biên giới với các nước láng giềng thì hiện nay nước ta cần tiếp tục đàm phán với Campuchia và Trung Quốc. Chúng ta chọn phương án C. Câu 16. Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lý nước ta là, chúng ta có 4 cái phương án. Đây cũng là một câu mà nó khá dài. Có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Nam Á, khu vực nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới. Câu B là tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Câu C là tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta cùng chung sống hòa bình, hợp tác, hữu nghị và cùng phát triển với các nước. Và câu D là có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, xã hội với các nước láng giềng. Thì câu 16 là người ta nói về cái ý nghĩa kinh tế. Thì các nội dung mà nó có liên quan tới kinh tế thì chúng ta chọn. Còn những cái đáp án khác thì chúng ta bỏ qua. Ví dụ như là đáp án A thì nó nói về cái vấn đề là nhạy cảm về chính trị. Nhưng bị tôi loại phương án A này, không phải về kinh tế. Còn phương án B là mở cửa, hội nhập và thu hút vốn để phát triển kinh tế. Thì đó chính là câu đúng. Rồi còn câu C là cái chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị. Đó là cái ý nghĩa về xã hội. Rồi câu D là cái nét tương đồng về văn hóa, là nó là ý nghĩa về văn hóa sai. Như vậy chọn câu đúng đó là câu B. Đây là ý nghĩa về kinh tế. 17. Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng vĩ độ như là ở Tây Á và Châu Phi là nhờ vào những cái điều kiện nào? Câu A là nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chi tuyến. Câu B là nước ta nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á. Câu C là nước ta nằm ở một cái vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên. Và câu D là nước ta nằm tiếp giáp với Biển Đông với chiều dài bờ biển là 3.260 km. Thì như ta đã biết thì ở nước ta thì nó có đường biển dài và tiếp giáp với vùng biển ấm và ẩm, mang lại nguồn lợi nhiệt và ẩm dồi dào. Sinh vật thì nó phát triển xanh tươi quanh năm. Thì đó là một số cái nội dung mà liên quan đến cái đáp án, đó là câu D. Lý do là chúng ta tiếp giáp với cái vùng Biển Đông với cái đường biển dài. Thì đúng ra là giữa Việt Nam với các khu vực như là Tây Á hay Châu Phi, đúng ra là nó cùng cái vĩ độ đó, thì nó sẽ có cái khí hậu giống nhau. Và như chúng ta có biết thì ở khu vực Tây Á và Châu Phi thì cái khí hậu nó rất là khô hạn các em, và nó có nhiều hoang mạc. Nhưng mà Việt Nam mình thì lại khác hoàn toàn, đó là Việt Nam mình thì thiên nhiên của chúng ta là bốn mùa xanh tốt quanh năm, thì nó khác với các cái quốc gia ở khu vực Tây Á và Châu Phi là mình nhờ mình có giáp biển ha.
câu 18 thì nó cũng có liên quan đến câu 17 nè, là nhờ có Biển Đông mà nước ta như thế nào. Thì chúng ta chọn phương án là câu A, thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi, nó có liên quan với nhau. Câu 19, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương nên Việt Nam có nhiều. Chúng ta lưu ý cái chỗ là trên vành đai sinh khoáng nè. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái gì? Thì nước ta nằm trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương thì với cái vị trí này đã mang lại một cái nguồn khoáng sản dồi dào cho nước ta. Chúng ta chọn phương án B, đó là tài nguyên khoáng sản. Câu 20, thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các nền giao thông vận tải nào? Chúng ta có 4 phương án là câu A là đường ô tô và đường sắt, câu B là đường biển và đường sắt, câu C là đường hàng không và đường biển, và câu D là đường ô tô và đường biển. Thì như chúng ta đã biết là nước ta nằm trên cái ngã tư hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng, thuận lợi cho việc giao lưu với các nước là cửa ngõ ra biển cho các nước như là Lào hay là Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Vì vậy, thế mạnh này sẽ được phát huy nếu biết kết hợp xây dựng giao thông giữa đường biển và đường hàng không. Chúng ta chọn phương án C. Câu 21, nước ta có thuận lợi rất lớn để xây dựng đường hàng hải và hàng không quốc tế là do đường hàng hải và hàng không quốc tế. Câu A là gần đường hàng hải hàng không quốc tế và cửa ngõ ra biển của nhiều nước. Câu B là gần với đường di lưu di cư của các cái luồng sinh vật và cửa ngõ ra biển của nhiều nước. Câu C là gần các cái vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và cửa ngõ ra biển của nhiều nước. Và câu D là tài nguyên thiên nhiên giàu có, đặc biệt là khoáng sản và thủy sản ở Biển Đông. Thì cái nguyên nhân mà nước ta có thuận lợi rất lớn để xây dựng đường hàng hải và hàng không quốc tế chủ yếu là do nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng và là cửa ngõ ra biển của Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc. Chính vì vậy, đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển ngành hàng không và hàng hải. Chọn phương án A. Tiếp tục câu 22, vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là nó quy định về cái gì? Chúng ta coi câu A là chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, câu B là có thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, câu C có khí hậu hai mùa rõ rệt, và câu D là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Thì với cái vị trí địa lý quy định nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, chọn câu D. Câu 23, nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa không phải là do lý do nào là không phải? Đây là câu hỏi phủ định nè, chúng ta chú ý. Câu A nằm trong vùng khí hậu điển hình châu Á, câu B nằm trong khu vực nội tri tuyến Bắc Bán Cầu, rồi câu C là có vùng biển đông kín nóng ẩm, và câu D là có lãnh thổ kéo dài 15 vĩ tuyến Bắc Nam. Thì cái biết là nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa lý do là nước ta nằm ở vị trí địa lý trong cái khu vực nội tri tuyến Bắc Bán Cầu đem lại lượng nhiệt lớn. Khu vực có gió mùa điển hình châu Á với hai mùa gió, đó là tính gió mùa. Rồi đường biển kéo dài tiếp giáp với vùng Biển Đông rộng lớn với nguồn dự trữ, nguồn nhiệt ẩm dồi dào. Như vậy, hình dạng lãnh thổ kéo dài không phải là nguyên nhân tạo nên tính nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta. Thì mình chọn là đáp án là câu D. Còn cái khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa được quy định bởi, đó là ba đáp án ABC. Đây là cái lý do mà nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Câu 24, hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại? Chúng ta có 4 phương án là khoáng sản nước ta đa dạng nhưng trữ lượng không lớn, và câu B là giao thông Bắc Nam trắc trở, câu C việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn, và câu D là khí hậu phân áp phức tạp. Như vậy chúng ta nghiên cứu kỹ là cái câu 24 này là chúng ta chọn phương án nào. Chúng ta tìm cái ý là không phải nè, tức là tìm câu sai. Như thế vì đây chúng ta biết là lãnh thổ kéo dài khiến cho giao thông Bắc Nam gặp nhiều trở ngại, việc quản lý lãnh thổ cũng gặp rất nhiều khó khăn, là lãnh thổ dài và hẹp ngang kết hợp với gió mùa và địa hình làm cho khí hậu nước ta phân hóa phức tạp. Như vậy chúng ta loại phương án là BCD, khoáng sản nước ta đa dạng
trữ lượng lớn là do vị trí địa lý và lịch sử hình thành lãnh thổ định. Hạn chế không đúng của lãnh thổ kéo dài và hẹp là khoáng sản nước ta đa dạng nhưng trữ lượng không lớn. Chọn phương án A. Đây là vào cái nội dung mà không có liên quan đến cái chỗ là hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ. Câu 25. Ý nghĩa của Biển Đông đối với an ninh quốc phòng nước ta là gì? A. Nước ta có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển. B. Thúc đẩy mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế bằng đường biển. C. Là một hướng chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển và bảo vệ đất nước. Và câu D là bàn đạp để nước ta tiến dần ra biển trong thời đại mới. Thì câu 25 là đi về cái ý nghĩa của Biển Đông đối với an ninh quốc phòng. Thì chúng ta có cái từ khóa là ý nghĩa an ninh quốc phòng. Biển Đông có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Biển Đông rộng lớn với hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tạo nên hệ thống tiền tiêu bảo vệ vùng đất liền của nước ta. Ở đây là cái ý nghĩa quan trọng về mặt an ninh quốc phòng của Biển Đông. Như vậy chúng ta chọn câu C. Câu 26. Đây là cảng biển mở lối ra biển thuận lợi cho vùng Đông Bắc Campuchia. À, thì mình chọn cái cảng nào? A là Hải Phòng, B là Cửa Lò, C là Rạch Giá và D là Cam Ranh. Thì chúng ta quan sát trong cái atlas thì chúng ta biết là cái cảng biển mà mở lối ra biển cho thuận lợi cho cái vùng Đông Bắc Campuchia đó là cái cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Câu 27. Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức. Chúng ta có 4 là tài nguyên đất, tài nguyên biển, tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản. Thì trong xu thế toàn cầu hóa thì tài nguyên biển có vai trò quan trọng nhất để nước ta mở rộng giao lưu, hợp tác với thế giới thông qua các cái tuyến hàng hải quốc tế. Vùng biển nước ta thì còn rất nhiều tiềm năng. Trong khi đó thì tài nguyên đất, rừng và khoáng sản đang bị cạn kiệt do khai thác quá mức. Và trong tương lai thì không có nhiều triển vọng khai thác lớn. Đó là lý do mà chúng ta chọn phương án B, đó là tài nguyên biển. Rồi chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo.